Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Die Well Coach của Đức, đại tá Douglas MacGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, đã đưa ra nhận định về việc Ukraine có thể sẽ mất hai thành phố trong cuộc tấn công của quân đội Nga. Chuyên gia này cho biết họ sẽ nắm quyền kiểm soát Odessa và Kharkov. Việc này đã được lên kế hoạch sẵn. Theo ông, giới lãnh đạo Nga đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giải phóng các thành phố này và quân đội Nga sẽ sớm tiến về đó. Đại tá MacGregor cảnh báo nếu các đồng minh phương Tây và chính phủ Kiev không sẵn sàng đàm phán, lực lượng Nga sẽ phải tiến sâu hơn vào miền Tây Ukraine. Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ở Antalya hôm ngày 2 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Moscow không từ bỏ ý tưởng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng nhận thấy Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ nước này không có mong muốn thực sự về điều này. Theo ông Lavrov, lợi ích chính đáng của người dân Donbass chưa bao giờ được các quốc gia phương Tây ở Kiev tính đến. Ông nói thêm, khi những người đó vẫn còn chính thức là công dân của nhà nước Ukraine, chính phủ của cựu Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko và Zelensky đã liên tục từ chối các quyền của họ. Ông Lavrov nói rằng Moscow không thiếu thiện chí cho các cuộc đàm phán và đang nhận thấy phía bên kia đang thiếu thiện chí. Theo Ngoại trưởng Nga, phương Tây hiện cũng thiếu hiểu biết về tình hình thực địa và vẫn tìm cách đánh bại Nga bằng các biện pháp quân sự. Tuy nhiên, trên thực tế, gói viện trợ quân sự cuối cùng của Mỹ đã được chuyển cho Ukraine đã được thực hiện từ cuối tháng 12 năm 2013, trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Quốc hội Mỹ đã không thể nhất trí về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine trong vài tháng qua. Washington đang tìm cách thỏa hiệp với Thượng viện Mỹ về dự luật cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và bảo vệ biên giới phía Nam với giá 118 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, nếu không phân bổ gói viện trợ mới, Kiev sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Nhà Trắng hiện tại đã không còn khả năng nối lại hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà không được Quốc hội đồng ý. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo rằng Đảng Cộng Hòa sẽ không ủng hộ dự luật cung cấp thêm tài chính cho Ukraine trong những lần bỏ phiếu tới. Trong cuộc trò chuyện với các thượng nghị sĩ Mỹ, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ đối mặt với thất bại trong cuộc xung đột nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ. Theo lãnh đạo phe Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, Tổng thống Ukraine đảm bảo rằng sự mất mát của Kiev sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc không chỉ đối với người dân Ukraine mà còn đối với Mỹ và nền dân chủ thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine còn đe dọa Washington rằng nước này sẽ không còn là đối tác chiến lược của Kiev nếu ngừng hỗ trợ và đề nghị nối lại các gói viện trợ trong vòng một tháng tới. Ông Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ nghi ngờ rằng Mỹ thực sự muốn giúp đỡ Ukraine và không sử dụng xung đột hiện nay như một cách để làm suy yếu Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận Kiev không có phương án B trong trường hợp Mỹ dừng viện trợ dành cho Kiev. Trên mặt trận giao tranh, cùng với các lực lượng mới tăng cường, dường như Ukraine đã vực dậy được tinh thần và dần dần lấy lại thế trận và chặn đứng đà phát triển tấn công của Nga. Theo nguồn tin từ kênh Military Summary, sau một thời gian ngắn tạm dừng hoạt động, lực lượng Moscow lại đang tấn công mạnh. Cờ Nga một lần nữa được kéo lên trên các khu vực mới giành quyền kiểm soát tại vùng Donbass. Tuy nhiên, đà phát triển của họ dường như đã chững lại ở Avdiivka khi các mũi xung kích dậm chân tại chỗ trước những cuộc phản công dữ dội của Ukraine. Tại mặt trận Avdiivka, kênh Kroman xác nhận, mặc dù đã thấy một số lá cờ mới của Nga, tuy nhiên không thể nói rằng tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine đã sụp đổ. Lực lượng Kiev đã thực hiện một số cuộc phản công mạnh mẽ và chiến tuyến thực sự vẫn đang liên tục có thay đổi. Còn tại khu vực Berdychi, phần phía Bắc vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Không có thông tin quân Nga ở ngoại ô hay họ đang tiến hành hoạt động dọn dẹp. Ở phía Tây Avdiivka, kênh Riba chỉ ra rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở Berdychi, Tonenkoze và Olukha. Ukraine không ngừng cố gắng giành lại các vị trí đã mất trước đó. Tình hình khó khăn nhất với Nga đang phát triển ở Tonenkoze. Các diễn biến trên dường như chỉ ra rằng Ukraine đã vực dậy được tinh thần. Cùng với lực lượng mới tăng cường, họ đang dần dần lấy lại thế trận và chặn đứng đà phát triển tấn công của Nga. Còn tại phía Tây Bắc Mút trên đường tới Chasovia, kênh Suryak Map cho biết quân đội Nga tiếp tục đột phá vào Ivanivske, giành quyền kiểm soát các phần của đường Tereskovo và các chiến hào lân cận ở phía Nam. Khoảng một nửa ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ở phía tây thành phố Donetsk, sau 2 tuần chiến đấu, Nga đã chiếm được chiến hào phía nam hồ Georgievka, nắm quyền kiểm soát hầu hết các ngôi nhà nông thôn nằm ở phía đông nam khu vực. Trên hướng nam Donetsk, Nga đã chiếm hoàn toàn khu nhà nghỉ mùa hè Urohay ở phía đông làng Georgievka. Theo hướng Donetsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam Krasnogorovka, nơi mà lực lượng vũ trang Nga đã giành được vài ngày trước tại khu vực phố Shevchenko. Thông tin về các trận chiến giành quyền kiểm soát nhà máy sửa chữa ô tô vẫn chưa được xác nhận. Có khả năng các đơn vị Nga đã không đến được đó hoặc bị đánh lui. Ukraine đưa lực lượng dự bị vào Krasnogorovka, trong đó có lữ đoàn dù số 3. Các cuộc đụng độ đang diễn ra trong khu vực tư nhân. Các nhóm xung kích Nga được hỗ trợ bởi pháo binh,
vừa có tác dụng chống lại bộ binh và thiết bị của đối phương, vừa tiến hành chiến đấu phản pháo. Ở Georgievka, quân Nga cũng tiến lên một chút. Theo một số báo cáo, họ đã chiếm được khoảng 10 ngôi nhà dọc theo đường Kirov và Lenin. Đội hình Ukraine phản công, cố gắng giành lại các vị trí đã mất. Một trong những mối đe dọa chính đối với lực lượng Nga trong khu vực là máy bay không người lái FPV, được Ukraine tích cực sử dụng. Cuộc tấn công cũng phức tạp bởi các bãi mìn dọc theo các tuyến đường di chuyển của lực lượng tăng thiết giáp. Các mặt trận khác hiện chưa có thay đổi lớn. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga khi theo đuổi lợi thế chiến thuật theo hướng Avdiivka đã sẵn sàng mạo hiểm chịu thêm tổn thất về máy bay chiến đấu của mình. Báo cáo của ISVK có đoạn, các lực lượng Nga dường như sẵn sàng mạo hiểm chịu thêm tổn thất trên không để theo đuổi lợi thế chiến thuật ở miền đông Ukraine, có thể là dọc theo tuyến Avdiivka-Donetsk. Vào rạng sáng ngày 3 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng 38 UAV được cho là của Ukraine đã bị phá hủy trên vùng Crimea. Tuyên bố có đoạn, đêm nay, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng 38 UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy toàn bộ UAV của Ukraine ở Crimea. Có thông tin ghi nhận vụ nổ đã xảy ra ở Feodosia vào rạng sáng ngày 3 tháng 3. Về phía Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Ukrainska Pravda dẫn báo cáo của bộ này tối ngày 2 tháng 3 cho biết, trong ngày 2 tháng 3, quân đội Nga đã 22 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân Ukraine theo hướng Novobablov, trong khi 14 đợt tấn công đều bị đẩy lùi theo hướng Avdiivka. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 70 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tổng cộng, đối phương đã phóng một tên lửa, thực hiện 48 cuộc không kích và 60 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga vào Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novobablov, Orekhov và Kherson. Trong ngày, máy bay Ukraine tiến hành không kích vào 8 khu vực tập trung quân đối phương. Không quân Ukraine đã bắn hạ một máy bay tiêm kích bom đa năng Su-34 của Nga vào tối ngày 2 tháng 3. Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 15 máy bay Nga kể từ ngày 17 tháng 2. Người phát ngôn không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết lực lượng Nga đã không triển khai máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 ở biển Azov trong 6 ngày qua sau khi một chiếc máy bay loại này bị bắn rơi vào ngày 23 tháng 2. Đồng thời cho rằng việc thiếu sự hỗ trợ của A-50 đã buộc các máy bay Su-34 và Su-35 của Nga phải bay gần mục tiêu để tấn công. Báo cáo lưu ý, những tổn thất trước đó của máy bay Nga đã khiến quân đội Nga tạm thời giảm hoạt động không kích trên khắp Ukraine. Tuy nhiên, số lượng máy bay Nga bị thiệt hại ở Ukraine ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây, vẫn chưa buộc đối phương giảm đáng kể hoạt động không quân chiến thuật. ISVK đánh giá rằng, Nga đã tạm thời thiết lập được lợi thế trên không có giới hạn và cục bộ trong những ngày cuối cùng trước khi Avdiivka sụp đổ. Họ có thể đang cố gắng giành lại lợi thế trên không hạn chế và cục bộ này. Theo báo Telegram đưa tin ngày 2 tháng 3, chính phủ Ukraine vừa đạt thỏa thuận hợp tác với công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo AI Palantir của Mỹ để rà phá hàng nghìn dặm vuông bom mìn và chất nổ. Theo đó, công ty Palantir sẽ cung cấp cho Ukraine các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để tổ chức và đẩy nhanh các nỗ lực rà phá bom mìn. Chính phủ Ukraine hy vọng trong vòng 10 năm sẽ rà phá được trên 80% diện tích đất có thể có mìn chôn bên dưới, giải phóng các đất nông nghiệp và đưa nhiều vùng đất trở lại trạng thái an toàn để phục vụ mục đích kinh tế. Thỏa thuận kéo dài 12 tháng được xây dựng dựa trên chương trình thí điểm trước đó. Công nghệ của Palantir sẽ được sử dụng để vẽ bản đồ số về lãnh thổ và nguồn lực của Ukraine, chẳng hạn như các máy móc hạng nặng và máy bay không người lái, nhằm đưa ra phương án rà phá bom mìn hiệu quả. Báo The Washington Post từng nhận định rằng gần 1/3 lãnh thổ Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi giao tranh ác liệt và có thể sẽ cần đến các hoạt động rà phá bom mìn mạnh mẽ. Cơ quan truyền thông này đồng thời thông tin thêm rằng hơn 67.000 dặm vuông, tức khoảng 173.529 km2 đã bị ô nhiễm bom mìn chưa nổ. Theo tổ chức tư vấn Global Sec có trụ sở tại Slovakia, lớn hơn diện tích bang Florida, Mỹ và gần tương đương với diện tích Uruguay. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Srividenko cho biết việc rà phá các vùng đất của Ukraine có thể mất tới hàng thập kỷ với những nguồn lực hiện có. Hiện Ukraine có khoảng 50 máy móc rà phá bom mìn hạng nặng và đã đào tạo khoảng 3.500 công binh. Nước này cũng đang tìm cách nhân đôi số lượng máy móc hiện có thông qua thỏa thuận với các nhà cung cấp nước ngoài và thúc đẩy các nhà máy trong nước. Công nghệ của Palantir cho phép Ukraine đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về khu vực cần ưu tiên rà phá bom mìn. Ông Louis Motley, Phó Chủ tịch điều hành khu vực châu Âu của Palantir nói, "Về cơ bản, chúng tôi làm điều này với niềm tin hỗ trợ Ukraine là điều đúng đắn.
Ngân hàng Thế giới ước tính những nỗ lực giảm phá chất nổ của Kiev có thể tiêu tốn tới 38 tỷ đô la Mỹ. Ukraine đang tìm kiếm các thỏa thuận và hỗ trợ quốc tế nhằm đẩy nhanh nỗ lực này. AI Palantir là công ty thuộc sở hữu của tỷ phú công nghệ thung lũng Silicon Peter Thiel. Khách hàng của công ty bao gồm các chính phủ và công ty tư nhân trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Trong phân khúc chính phủ, Palantir là nhà thầu quân sự có tiếng. Công ty này cũng từng hợp tác với các cơ quan tình báo và lực lượng vũ trang Mỹ. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, Palantir cũng có các hỗ trợ với lực lượng vũ trang Ukraine và trong các nỗ lực tái định cư những người tị nạn. Đồng thời, họ cũng giúp sàng lọc các bằng chứng để truy tố tội ác chiến tranh có thể được gây ra bởi Moscow.